Sáng 19 tháng 8, tại Cung điện Nhà nước Merdeka ở Jakarta, Tổng thống Joko Widodo đã công bố quyết định chính thức bổ nhiệm 7 vị trí trong nội các, gồm 3 bộ trưởng, gồm Bộ trưởng Luật pháp và Nhân quyền, Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản, Bộ trưởng Đầu tư. Một thứ trưởng là Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông cùng 3 người đứng đầu cơ quan, trong đó có người đứng đầu cơ quan thực phẩm và dược phẩm và người đứng đầu cơ quan dinh dưỡng quốc gia mới được thành lập. Theo điều phối viên đội ngũ nhân viên đặc biệt của Tổng thống Joko Widodo, việc bổ nhiệm nội các mới là cần thiết để chuẩn bị và hỗ trợ quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Trước đó, trong bài phát biểu cuối cùng về tình hình đất nước, Tổng thống Joko Widodo đã đánh giá cao thành tích của chính phủ do ông đứng đầu về kinh tế, phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng.